Mến chào các em học sinh. Hôm nay thầy hướng dẫn các em kỹ thuật dùng Casio để phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Các em theo dõi đề bài, tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số 36 và 168 bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố. Ở đây thầy có chiếc máy tính FX570 VN Plus. Các em chú ý, để phân tích một số ra thừa số nguyên tố, các em phải sử dụng cái phím phác màu vàng này, thấy chưa? Có chữ màu vàng chưa? Để kích hoạt cái phím phác này, các em phải nhấn tổ hợp phím Shift và nút độ. Rồi, thầy sẽ hướng dẫn các em làm. Để phân tích số 36 ra thừa số nguyên tố, đầu tiên các em nhập số 36, nhập dấu bằng. Tiếp theo, các em nhấn Shift, nhấn độ này, tức là phác đấy. Kết quả là 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2. Đây là dạng phân tích số 36 ra thừa số nguyên tố. Rất đơn giản phải không? Tương tự như vậy, đối với số 168, 168 bằng và nhấn Shift độ tức là phác, kết quả là 2 mũ 3 nhân 3 nhân 7. 2 mũ 3 nhân 3 nhân 7. Như vậy là ta đã phân tích xong ra thừa số nguyên tố. Bước tiếp theo, tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất. Để tìm ước chung lớn nhất thì ta sẽ chọn ra các thừa số nguyên tố chung. Cụ thể ở hai dòng này, các em thấy thừa số nguyên tố chung là số 2 và số 3, đồng ý không? Mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất. Số mũ nhỏ nhất của 2 ở đây là 2 mũ 2. Đó, ta chọn 2 mũ 2. Còn số mũ nhỏ nhất của 3 ở đây, ta chọn giữa 3 mũ 2 và mũ 1, ta chọn 3 mũ 1. Và kết quả 2 mũ 2 là 4 nhân với 3 là 12. Xong. Còn tìm bội chung nhỏ nhất, ta sẽ chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng, tức là ta sẽ chọn hết cả số 2, số 3, số 7, chọn hết. Và mỗi thừa số phải lấy với số mũ lớn nhất. Số mũ lớn nhất của 2 ở đây ta chọn 2 mũ 3. Số mũ lớn nhất của 3 ở đây ta chọn 3 mũ 2. Và số mũ lớn nhất của 7 chắc chắn là 7 mũ 1 rồi. Rồi, kết quả 2 mũ 3 thì được 8, 3 mũ 2 được 9 nhân với 7. Và các em ấn máy tính, 8 nhân 9 nhân 7 nhân bằng 504. Bài giảng này giúp các em học sinh phân tích một số ra thừa số nguyên tố nhanh chóng, dễ dàng và rút ngắn thời gian làm bài thi. Các em nhớ đăng ký kênh để theo dõi các bài giảng tiếp theo trên kênh Thầy Long Dạy Toán.